Thưa quý khách hàng, như vậy là Mercedes C180 và Mercedes C200 Exclusive đã chính thức ra mắt với mức giá khá ấn tượng. Đặc biệt trên phiên bản Mercedes C180 chỉ có giá bán 1 tỷ 399 triệu đồng. Mức giá này gần như đã tiếp cận với các mẫu sedan hạng D trên thị trường như Toyota Camry hay Mazda 6. Trong khi đó, thì Mercedes C200 Exclusive có giá bán 1 tỷ 729 triệu đồng, tức là cao hơn 330 triệu so với Mercedes C180. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về sự khác nhau giữa Mercedes C180 và Mercedes C200 Exclusive có xứng đáng với số tiền chênh lệch 330 triệu hay không. Chúng ta sẽ chọn mẫu xe nào để phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích, xin đừng quên like, subscribe và bật nút chuông để cập nhật những thông tin mới nhất về các dòng xe cực kỳ hot tại Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn. Về kích thước thì cả Mercedes C180 cũng như C200 Exclusive đều có chung kích thước với thông số lần lượt là 4686 x 1810 x 1842 mm và chiều dài cơ sở đạt 2840 mm. Sự khác biệt lớn nhất giữa C180 và C200 Exclusive nằm ở khối động cơ. Mercedes C200 Exclusive được trang bị động cơ có dung tích lên tới 1991cc cho công suất tối đa 202 mã lực và có mô men xoắn cực đại lên tới 300 Nm. Trong khi đó thì C180 tỏ ra thua thiệt hơn với khối động cơ chỉ 156 mã lực và mô men xoắn 250 Nm. Rõ ràng là với khối động cơ này thì C200 Exclusive tỏ ra vượt trội hoàn toàn và đáp ứng nhu cầu tốt hơn dành cho những khách hàng ưa thích khả năng tăng tốc mạnh mẽ cũng như một khối động cơ đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng ngay cả trên đường trường cũng như là đường đô thị. Điểm khác nhau thứ hai sẽ nằm ở phong cách thiết kế. Trong khi C180 có thiết kế trẻ trung hợp thời trang dành cho giới trẻ thì Mercedes C200 Exclusive lại mang hơi hướng của một chiếc xe cổ điển và phù hợp hơn với những vị doanh nhân. Ngay từ cái thiết kế logo dựng đứng trên nắp capo cũng khiến cho C200 có một nét quý phái và trang trọng, không phải là điều mà C180 có thể có được. Ở phần đầu xe, ngoài lưới tản nhiệt trang trọng hơn thì C200 Exclusive cũng nổi bật hơn C180, đặc biệt ở cụm đằng chiếu sáng. Hệ thống đèn trên C200 Exclusive là đèn multibeam cực kỳ thông minh, trong khi đó hệ thống đèn trên C180 chỉ đèn LED toàn phần có hiệu suất cao, LED High Performance. Sự khác biệt tiếp theo sẽ nằm ở phần hông xe. Trên C200 là bộ mâm xe 18 inch 3 chấu, đa chấu, còn C180 là mâm xe 17 inch với 5 chấu kép. Phần đuôi của hai mẫu xe này không có quá nhiều sự khác biệt khi vẫn sử dụng cụm đèn sau dạng LED với thiết kế mới và đèn phanh thứ 3 cũng là đèn công nghệ LED. Bước vào trong xe, những chi tiết rất đơn giản như bậc dẫm phát sáng có dòng chữ Mercedes-Benz hay đèn viền nội thất 64 màu mang đến vẻ hiện đại và phù hợp với tâm trạng trên C200 Exclusive. Trong khi đó thì C180 không được trang bị đèn viền nội thất. Một số các chi tiết khác cũng khá quan trọng như bộ nhớ vị trí cho hàng ghế trước thì C180 cũng đã bị loại bỏ. Về phần màn hình giải trí, C200 Exclusive sử dụng màn hình giải trí lên đến 10,25 inch, trong khi đó thì màn hình giải trí trên C180 chỉ là lại màn hình màu 7 inch. Cả hai loại màn hình đều được kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Tuy nhiên, chất lượng âm thanh trên C200 Exclusive và C180 hoàn toàn khác biệt. C200 Exclusive được trang bị âm thanh vòm Boomaster với 13 loa công suất tối đa lên đến 590W, còn C180 chỉ là dạng loa thông thường. Các chi tiết khác như chất liệu da và gỗ trên hai mẫu xe này có những phong cách hoàn toàn khác nhau. Trên C180 được sử dụng ốp gỗ bóng piano màu đen kết hợp với ốp nhôm thể thao mang đến vẻ mạnh mẽ và trẻ trung. Thì trên C200 Exclusive lại trang trọng và lịch sự hơn với nội thất ốp gỗ Open Bore Walnut màu nâu. Một số chi tiết khác mà khách hàng cũng rất ưa thích, đặc biệt là những khách hàng hay di chuyển ở khu vực có không khí trong lành hoặc những buổi dã ngoại, đó chính là hệ thống cửa sổ trời. Trên C200 Exclusive được trang bị sẵn hệ thống cửa sổ trời chỉnh điện, còn C180 đã loại bỏ chi tiết khá ăn khách này. Như vậy có thể thấy, sự chênh lệch 330 triệu mang đến khá nhiều những sự trải nghiệm khác nhau. Trên C200 Exclusive chắc chắn sẽ là những trang bị cao cấp hơn và đặc biệt mang một khối động cơ ấn tượng hơn khá nhiều so với C180. Dĩ nhiên với những thông số trên thì C180 sẽ phù hợp hơn đối với những khách hàng lần đầu trải nghiệm xe Mercedes, những khách hàng muốn nâng cấp từ những dòng xe thông thường lên dòng xe sang. Và chắc chắn là Mercedes C180 sẽ mang đến những sự trải nghiệm thú vị mà những mẫu xe trước đây khách hàng chưa từng cảm nhận được. Còn riêng đối với C200 Exclusive thì đây có thể coi là một sản phẩm tuyệt vời trong tầm giá khoảng 1,7 tỷ đồng chưa đăng ký. Một chiếc xe có thể mang linh hồn của Mercedes, tâm thế của Mercedes và sự trải nghiệm sang trọng tuyệt vời của Mercedes thì chắc chắn C200 Exclusive sẽ cực kỳ phù hợp đối với những khách hàng yêu thích sự sang trọng nhưng lại không kém phần thể thao. Hiện tại, cả hai mẫu C180 và C200 Exclusive đều đang được trưng bày tại hệ thống Mercedes Hasako Láng Hạ có địa chỉ 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Quý khách hàng có nhu cầu trải nghiệm và lái thử vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline đã được kiếm kèm trên video. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm video và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.